Ê má, ủa má, ăn cắp. Trời ơi là trời. Má tao đọc được cái bình luận này tao tức sôi máu luôn. Tao mới đăng có một video thôi cho ba nhìn nè. Chờ xíu. Đây. Trời ơi là trời, tao nói ha. Cái video tao mới làm xong luôn, mới nóng hổi luôn, tụi bay nhìn nè. Hơi lắc xíu nha. Trời ơi là trời, cái video nóng hổi luôn, mới làm xong. Mình nó nói là ăn cắp. Nhìn là biết ăn cắp. Ủa, alo, ăn cắp mà có nguyên cái đoạn video vậy luôn đó hả? Được luôn đó hả? Trời ơi, tao nói ha, tao tức muốn chết. Những cái video mà tao làm đó là người khác thường hay nói hay là ăn cắp. Mà trong khi đó là có nhiều người ăn cắp video của tao trên TikTok nè, trên YouTube nè. Đó, tùm lum hết trơn luôn. Trời ơi, nè. Tao nhấn lên từng cái cho bay coi nè. Ăn cắp, ủa ăn cắp. Trời ơi là trời. Tao đọc được cái bình luận tao tức sôi máu luôn. Không hiểu sao luôn á. Nè, lắc lắc được luôn nè. Đó, gọi bay.